Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân. Trước đó vào tháng 7, ông Lê Thanh Vân đã bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến những sai phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng tại Thái Bình. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Lê Thanh Vân. Ngày 26 tháng 8, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quy định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân. Trước đó, ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông Lê Thanh Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Sau khi bị bắt, ông Lê Thanh Vân đã bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Liên quan đến vụ án Lưu Bình Nhưỡng ngày 26 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13 QĐ CSDT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 QĐ CSDT đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, có trình độ tiến sĩ luật, là đại biểu Quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15, tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội các khóa 14, 15. Ông Lê Thanh Vân từng công tác tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng. Nguồn tin cho biết thêm, tổng số tiền mà vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng đã chủ động nộp khắc phục hậu quả thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đến chiều ngày 5 tháng 1 là hơn 7 tỷ đồng, gần như đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả do bị can đã gây ra. Trước đó, như Lao động đã thông tin, ngày 26 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13 QĐ CSDT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 QĐ CSDT đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý ngày 14 tháng 1 năm 2023, đã khởi tố bị can với Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong quá trình giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Chiều ngày 20 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông báo kỳ họp thứ 34 từ ngày 18 đến 20 tháng 12, cho biết đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Nhưỡng cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Trước đó, tối ngày 14 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Lực lượng chức năng sau đó khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhưỡng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhà chức trách cáo buộc Cường và đồng phạm đã tự xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để cưỡng đoạt tiền của một số doanh nghiệp khai thác cát. Theo nhà chức trách, Cường nói việc khai thác cát ảnh hưởng việc nuôi trồng thủy hải sản tại bãi triều để gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác hoặc bán lại với giá rẻ. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 từ năm 2016 đến năm 2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hồi tháng 9 năm 2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện cho đến nay. Vừa qua, theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, vụ án cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can Lưu Bình Nhưỡng cùng Phạm Minh Cường, tên gọi khác Cường Quát, 37 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, có 3 tiền án, là án do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Bình phụ trách. Ông Lưu Bình Nhưỡng là nhân sự do Trung ương quản lý, nên việc thực hiện điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản hết sức nghiêm ngặt và kín kẽ. Vụ án do chính một Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp giải quyết. Theo Công an tỉnh Thái Bình, quá trình bắt, khám xét nơi ở, làm việc đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, 24 ngày qua, dư luận xã hội, nhân dân và cử tri cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình, quan tâm rất nhiều đến việc ngày 14 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can, khám xét đối với Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ luật, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 9 tỉnh Bến Tre. Khi bị bắt, ông làm Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là đối tượng có 3 tiền án, là băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng bọn, đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc lập vây, lập chòi các bãi triều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng trên 1 mét khối cát và nhân với 700 mét khối trên một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền. Tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối, muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên 1 mét khối cát. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng gọi ông Nhưỡng là bố nuôi. Đối tượng Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này tung hô, lấy cớ xuyên tạc, vu cáo chống đảng, nhà nước. Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc thường thấy của các thế lực thù địch nhằm đánh tráo bản chất vấn đề. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp,
toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý. Việc khởi tố, xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì sẽ được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, được điều tra, xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo toàn diện, triệt để, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi tới tất cả các đoàn đại biểu, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, kiến nghị, yêu cầu rà soát, báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 đến nay. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột, nghi ngờ mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan đúng vụ việc. Trước đó, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại cuộc họp, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan tới vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ, vụ án này đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết và chưa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Ông Yên nhấn mạnh, các cơ quan chức năng đang thực hiện đúng quy định của pháp luật và theo đúng thẩm quyền. Ông cũng chỉ ra rõ, thông qua sự việc này, cần thấy rõ đối với ông Lưu Bình Nhưỡng là người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn khác nhau. Ông Yên nhấn mạnh thêm, những đóng góp tốt thì chúng ta phải ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý. Đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ. Theo ông Yên, pháp luật của chúng ta quy định rất chặt, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Để quyết định khởi tố một vụ án, quyết định khởi tố một bị can, đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam là cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp, kiểm soát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Nếu khó khăn, vướng mắc, cần phải xin hướng dẫn của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những vấn đề khác còn được các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của nhà nước, tổ chức. Ông cũng chỉ rõ, người dân chưa hiểu còn băn khoăn, lo lắng, ý kiến này, ý kiến khác, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cũng theo ông Yên, trong thời gian ngắn sắp tới, sẽ có nhiều thông tin hơn để tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan, đúng bản chất sai phạm về vụ án này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.